cho 15 lời chéo có lời chặt dài nhất như thế này. Nếu có lời chặt có một lời chặt rất dài như vậy thì khi mà di chuyển thì không hề gây bất lợi một tí nào nữa nhé. Anh ta có thể di chuyển cho một người thẳng mà không hề gây bất lợi một tí nào nữa. Số người sớm có nhiều một lời ngắn rất dài. Lời chặt này có thể dài lên đến hơn 2 mét. Nhưng nó có thể gây bất lợi từ 1.1 đến 1.5 mét. Cân nặng có khoảng 3.5 kg khi có thể trưởng thành từ bên bên. Và với số lượng như thế cho nên các bạn em xem là môn khi chúng ta chi lâu phụ tạ lớn nhất tại khu vực của châu Phi nha. Sớm có miệng sống phát triển của đồng viên thường dành riêng cho mình rất nhiều thời gian để di chuyển vì các bạn này thường thích ở trên mặt đất giống như vậy quý vị nhé. Các bạn này hiếm khi bày đồng viên các bạn. Các bạn này chỉ dành cho mình những thời gian để di chuyển cho mặt đất để kiếm tìm con mồi của mình. Thức ăn của các bạn sẽ có miệng sắm đó chính là các loại thực phẩm, hạt quả rơi vãi trên mặt đất và đôi khi các bạn này cũng đi săn bắt một số loại côn trùng và các loại vỏ sáp nhỏ quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta cùng quan sát về sân khấu và phần quân dành cho quốc điểm đồng viên một tràng vỗ thật lớn để chào tạm biệt. Cảm ơn hai bạn nhé. Bye bye. Tạm biệt các bạn sẽ có miệng sống đến từ khu vực của châu Phi. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi đến với châu Mỹ nhé. Khu vực của châu Mỹ cần có một tình nguyện viên đó. Và chúng ta cần một tình nguyện viên là người lớn để cùng tương tác với các bạn động vật. Có quý vị muốn giao lưu với bạn không ạ? Anh xin mời chị áo trắng phía bên trên đó. Vâng, và chị ơi, trước khi làm quen với bạn này em cần chuẩn bị cho bạn một tờ tiền được không ạ? Tờ tiền giá trị bao nhiêu cũng được ạ, nhưng càng cao càng tốt chị nhé. Chúng ta tiên và di chuyển thành Hamed, anh ấy sẽ là hướng dẫn viên dành cho mình ở phía bên trên nhé. Vâng, đứng ở tại vị trí bên trên và chúng ta sẽ đưa tờ tiền dành cho anh này với bề mặt. Mình sẽ đưa tờ tiền dành cho huấn luyện viên chị nhé. Và ngay bây giờ chị sẽ cầm với hai ngón tay như thế này bên cánh tay trái của mình và đưa ngang vai thẳng tay giống em nè. Ok, mình đã sẵn sàng chưa ạ? Cười thật tươi nhá, vì có rất nhiều camera đang chuẩn bị hướng về chị nhé. Xin mời tất cả quý vị cùng quan sát về sân khấu để chúng ta chào đón bạn Việt đến từ khu vực của châu Mỹ có tên là Ricky. Vỗ tay đây chào đón các bạn Việt. Đây là bạn Việt mang khoa đỏ đuôi dài, một trong những loài Việt xinh đẹp và to lớn nhất trên thế giới. Và ngay bây giờ anh bạn sẽ tiến gần hơn với thượng viện của mình. Xin mời Ricky. Quý vị quan sát các bạn sẽ làm gì nè? Đang góp tờ tiền và quay về huy luyện viên của mình. Tờ tiền của chị được di chuyển vào. Anh bạn đang bỏ vào trong túi huấn luyện viên của chúng tôi và điều này đồng nghĩa với việc chị ơi, cảm ơn chị rất nhiều với tờ tiền nha. Ngay bây giờ tôi sẽ mời một quý khách nào có quý vị muốn giao lưu với bạn nữa không ạ? Lúc này thấy rất nhiều cánh tay, bây giờ thì hơi ít lại rồi ạ. Ok, anh xin mời anh trai ở phía bên này ạ. Vâng, cuối đầu chuẩn bị cho bạn ấy một tờ tiền nữa nhé. Cái gì bao nhiêu cũng được, 100.000, 500.000 chẳng tốt ạ. Chuẩn bị tờ tiền của mình, tôi cũng sẽ di chuyển lên trên. Anh Hamed sẽ là hướng dẫn viên dành cho mình anh nhé. Vâng ạ. Đứng ở tờ vị trí đó và mình sẽ cầm tờ tiền bằng cánh tay trái anh nhé. Đứng ngang vai và thẳng tay như thế này ạ. Ok, tôi bên số 2 dành cho bạn Ricky, xin mời. Với các bạn sẽ làm bạn sẽ làm gì nhé. Đang di chuyển lên, tôi cũng góp tờ tiền bay về huấn luyện viên của mình một lần nữa. Tờ tiền của anh cũng được di chuyển vào. Cái gì bao nhiêu vậy ạ? 100.000 đồng. Vâng ơi, anh có đồng ý tặng tờ tiền này cho bạn Việt không ạ? Anh ấy đồng ý. Tình nguyện viên đầu tiên thì sao ạ? Chị đồng ý không ạ? Hai tình nguyện viên đều nói là ok quý vị nha. Mà nếu như anh chị có nói không thì tôi cũng không trả lại mà. Ok, chị đồng một tiếng thôi. Anh mở lên bàn tay trái của mình hướng lên thế này nhé. Anh bạn sẽ tự động trả lại tờ tiền về cho mình vì anh bạn không biết sử dụng tiền nữa. Sẵn sàng chưa Ricky? Hãy cùng nhau trả lại tờ tiền cho tình nguyện viên của bạn nha. Cuối lần nắm giữ bàn tay trái tờ tiền của mình đây nào. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời trở lại ngay tại vị trí để tiếp tục và chương trình đó. Và tình nguyện viên đầu tiên xin mời chị hãy trở lại ngay tại vị trí đứng ban đầu của mình chúng tôi nhé. Anh bạn này sẽ trả lại tờ tiền dành cho mình nhé. Ok, đứng ngay tại vị trí đó và mở lòng bàn tay trái hướng lên đó. Sẵn sàng chưa Ricky? Anh bạn sẽ đặt tờ tiền trên tay, vì vậy vui lòng nắm giữ bàn tay trái của mình nhé. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng vỗ thật lớn cho cả hai tình nguyện viên cùng với Ricky. Cảm ơn bạn Trang, huấn luyện viên Ricky và đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình của hai tình nguyện viên nhé. Tình
Và thưa quý vị, chúng ta vừa đặt chân đến châu Mỹ và trước đó là châu Phi, giao lưu với những bạn động vật rất đặc biệt. Ngay bây giờ hãy cùng tôi chào đón một bạn chiến đấu vũ cũng không kém phần đặc biệt. Các bạn này đến từ khu vực của châu Á. Xin mời quý khách thầu quan sát về bắt tay phải của tôi. Thưa quý vị, đầu chương trình chúng ta được giao lưu với góc biểu của đồng Phi là Sẹo Phương Miền Tám. Và nhớ bạn hợp hợp đang có mặt trên sân khấu, bạn này được gọi là Hồng Hoàng Tê Sát, góc biểu của Malaysia. Hồng Hoàng Tê Sát được tìm thấy tại Kavakila Boyo, Sarawa tại khu vực của Malaysia. Và bạn này được chọn là góc biểu của Malaysia. Quý vị có thể quan sát và bạn này và bạn ấy được đặt tên là Boyo. Bởi vì đây cũng là nơi mà chúng ta tìm thấy bạn ấy. Borneo có nhưng mà một chiếc mỏ rất là đặc biệt cho quý vị. Chiếc mỏ ngay tại vị trí này sẽ phát hiện ra một chiếc sừng. Chiếc sừng của bạn sẽ có độ dài từ 5-7 cm, có màu đỏ cam khi các bạn ấy trưởng thành. Và chiếc sừng này được ví như là chiếc sừng của các bạn tê giác về cấu tạo. Chúng ta bạn có tên gọi là Hồng Hoàng Tê Giác quý vị nhé. Các bạn Hồng Hoàng Tê Giác này được liệt kê vào danh sách đỏ liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới vào năm 2018. Có nghĩa bạn đang đồng trong nguy cơ bị tuyệt chủng trong thiên nhiên hoang dã tại Trung Á của chúng ta. Và kính thưa quý vị, anh bạn là một trong những bạn chiến đấu vũ đang cực kỳ nguy hiểm tại khu vực châu Á. Chiếc Hồng Hoàng Tê Giác có cân nặng trung bình từ 1.9-2.9 kg. Và với cân nặng như vậy, các bạn chiến đấu vũ của chúng ta được các nhà động vật học xếp loại là loài chim mỏ sừng nhỏ lớn thứ hai tại khu vực của châu Á nhé. Và xin mời các đơn vị của chúng tôi hãy di chuyển ra ngoài vị trí để có thể hỗ trợ chương trình giúp bạn. Các bạn sức gió đã đang ăn bàn di chuyển hơi xa với vị trí của mình quý vị nhé. Các bạn chiến đấu vũ thì các bạn ấy cũng có một sức bay và cũng như kỹ năng bay thuộc về các bạn chiến đấu vũ khác riêng. Cho nên khi các bạn này có gặp bất trở về môi trường thì các bạn ấy sẽ không thể điều khiển được quý vị nhé. Cho nên chúng ta cùng nhau chờ đợi một tí xíu ạ. Thế anh, các bạn ở phía bên trên này nhé. Em di chuyển ở phía bên đó và anh bạn đang di chuyển bên kia. Hãy di chuyển anh bạn trở về sân khấu với bạn đâu. Và kính thưa quý vị, anh bạn Hồng Hoàng Tê Giác này được tìm thấy tại các châu lục của châu Á chúng ta và không có xuất hiện tại Việt Nam được quý vị nhé. Ok, anh bạn đã trở lại nhanh tại vị trí. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta hãy dành một tràng của tất cả dành cho Hồng Hoàng Tê Giác. Cảm ơn Borneo nha. Anh bạn này được xếp loại là loài chim mỏ sừng lớn thứ hai tại khu vực của châu Á. Vậy thì đâu là các bạn chim mỏ sừng lớn nhất? Xin mời quý vị hãy quan sát sâu hơn vào bên trong khu rừng kia. Để cho các bạn chim mỏ sừng lớn nhất của châu Á được tìm thấy từ Việt Nam. Việt Nam của chúng ta rất đặc biệt thưa quý vị, đặc biệt về con người lẫn thiên nhiên hoang dã. Và đang chứng minh được sự xuất hiện của các động vật tại Việt Nam của chúng ta. Các bạn thì được gọi là Hồng Hoàng của Việt Nam. Các bạn Hồng Hoàng này còn có một cái tên khác mà người dân bản địa đặt cho các bạn ấy là Phượng Hoàng Đất quý vị nhé. Các bạn Phượng Hoàng đến từ truyền thuyết của Việt Nam đấy ạ. Sở hữu nhanh cho một đôi chân có độ dài khoảng 1.5 mét khi trưởng thành thời vậy. Cho nên các bạn được xem là một chiến vật chiến đấu vũ to lớn nhất của Việt Nam chúng ta thời bấy giờ. Sở hữu dành cho một chiếc mỏ rất to lớn cho nên các bạn này được xếp loại là loài chim mỏ sừng lớn nhất tại khu vực của châu Á. Và thưa quý vị, anh bạn phía bên dưới của tôi có tên là Jumbo, anh bạn phía bên trên có tên là Giant. Nhóm bạn này có tên như thế bởi vì các bạn ấy có kích thước rất to lớn quý vị nhé. Anh bạn Jumbo đang đứng ở trong một vị trí đó chính là những hồng kỳ đó. Vì nơi này chính là nơi mà các bạn ấy sẽ tìm thêm kiếm thức ăn dành riêng cho mình vào mùa sinh sản. Sẽ chọn cho mình những vị trí như thế để làm cho mình những chiếc tổ quý vị nhé. Nhưng vị trí sẽ cao hơn đó, nơi mà con người sẽ không vừa tới được rồi đó. Các bạn này có một cách di chuyển rất gọn gàng và quý vị quan sát điều đó về bạn Jumbo của chúng ta nhé. Quý vị có nhận thấy không ạ? Mà sẽ di chuyển bằng cách nhảy thôi quý vị, không hề bước đi cho đến các bạn chưa là vụ khác đâu ạ. Hay còn gọi với những vụ điệu cực kỳ hấp dẫn thuộc về các bạn Hồng Hoàng Đất hay còn gọi là Phượng Hoàng của Việt Nam. Ngay bây giờ bạn này phải tạm biệt quý vị rồi, hãy dành một tràng mỗi lần nữa để tạm biệt bạn Jumbo. Cảm ơn Jumbo nhé. Bye bye. Anh có biết trở lại quy định của mình rồi và quý vị quan sát về bàn Giant ở phía bên trên. Và ấy là hồng vàng trống đấy ạ. Và làm sao chúng ta phân biệt điều này? Quý vị quan sát vào màu sắc của đôi mắt. Đôi mắt các bạn hồng vàng trống sẽ có màu đỏ và các bạn hồng vàng máy sẽ có màu xanh lỏng quý vị nhé.
Vâng, tôi xin sẵn các bạn này xin chọn cho mình những hộp rất to lớn như thế này và những nơi mà con người không thể gửi tới nữa. Và các bạn hãy di chuyển vào bên trong chiếc hộp kỳ đó, đặc biệt thì duy nhất bằng chim máy thôi quý vị nhá. Và con đàn này sẽ chuẩn bị cho quá trình sinh sản này bằng cách trụng một vòng bộ lông của mình hoặc khoan vòng bộ lông trên cơ thể. Và ngay sau đó, con đàn sẽ khép chặt chiếc tọa của mình lại, chỉ để một gà hở từ 5 đến 10cm theo chiều rộng thôi ạ. Và các ông bố phụ hoàn trọng nhân từ Jumbo và cả Zion và ở bên ngoài. Dù như vương hay chỉ đóng lên bằng phẩm đồ đỏ quý vị nhá, để bảo vệ gia đình của mình. Và bạn phải làm điều đó một mình, nhưng không phải một tuần hay hai tuần nữa. Các bạn phải làm điều đó từ 3 đến 6 tháng là quý vị nhé. Một khoảng thời gian rất dài thuộc về các ông bố của hàng của người ta. Và các bạn này phải đi xa bắc ngoài hàng km hàng ngày để mang dưỡng về nuôi sống gia đình cho mình ở phía bên trong nha. Và ngay bây giờ quý vị sẽ được nhìn thấy kỹ năng xa bắc ngoài cơ mà sáng sáng trời trời ạ. Các bạn đã xuất phát với chúng ta cùng nhau quan sát quý vị. Rất chuẩn xác đâu nào, bởi vì đó là kỹ năng sinh tồn của bạn ấy. Một lần nữa, quá thật lớn từ vị khách dành cho Phương Hoàng quý vị nào. Và nếu như chúng ta may mắn nha, quý vị có thể tìm thấy các bạn này ngay tại hội đồng phú ấp rồi ạ. Ok, chúng ta sẽ tạm biệt các bạn chiến lâu vũ tại khu vực của châu Á và cùng với tôi trở về khu vực châu Mỹ một lần nữa. Lần này quý vị sẽ được tham gia một cuộc thi rất hấp dẫn đến từ khu vực của châu Mỹ. Cuộc thi này về chủ đề bảo vệ môi trường thưa quý vị, và chúng ta có cuộc thi với tên gọi như sau, đó là cuộc thi tài tái chế. Cuộc thi này có sự tham gia của 2 vận động viên và mỗi vận động viên sẽ có cho mình 3 cuộn giấy nguyên liệu như thế này. Và mỗi vận động viên sẽ có nhiệm vụ là gấp và nhặt những cuộn giấy này để bỏ vào trong chiếc thùng phục vụ cho việc tái chế. Vận động viên nào hoàn thành trước nhất sẽ là vận động viên chiến thắng nhé. Và ngay bây giờ quý vị Hồng Anh sẽ về sân khấu nhé, để chúng ta chào đón bằng vận động viên đầu tiên. Về mặt khó sân vàng có tên là Rio. Vỗ tay lên cho đón sân vàng đi ạ. Và ngay sau đó là đấu trường cùng Rio bằng về mặt khó đỏ cánh xanh có tên là Jerry. Hai bằng này là bằng về mặt khó của nam Mỹ, một trong những người về xinh đẹp và to lớn nhất trên thế giới. Bên tay trái của tôi, huấn luyện viên Hamed cùng với bạn Jerry. Bên tay phải, huấn luyện viên Khan cùng với bạn Rio. Và cho một tin nào cũng cần có những cổ động viên để cổ vũ cho các vận động viên đúng không ạ? Xin mời quý vị ở trên khán đài là cổ động viên cho hai bạn này nhé. Và đây quý vị hấp dẫn sẽ phải được ghi khán đài thành hai đội ạ. Quý vị ở khán đài số 1, chúng ta sẽ cùng cổ vũ dành cho Cherry. Quý vị còn lại chúng ta sẽ cổ vũ cho Rio. Và nhiệm vụ dành cho các cổ động viên là gì ạ? Vỗ tay và gọi thật to từ vận động viên của mình được không nào? Vì vậy tôi sẽ thử thách đến với đội của Cherry trước nhé. Khi tôi đếm 1, 2, 3, đội của Cherry sẽ vỗ tay và gọi thật to tên Cherry. Như vậy á, sẵn sàng khi nào thể hiện tinh thần chiến đấu của đội mình nhé. 1, 2, 3, Cherry, Cherry, come on, Cherry, Cherry. Ah, hold on. Okay, let's try one more time. Cherry. Okay, chúng ta thực hiện lại nào, to nhất có thể nha. 1, 2, 3, Cherry, Cherry, Cherry. À, tuyệt vời hơn rồi đi ạ. Và ngay bây giờ quý vị hãy quan sát vào đội của Rio. Xem phần năng lực của Rio có bằng đội nhà mình hay không nhé. Rio sẵn sàng chưa? To nhất có thể, to hơn cái đội Cherry luôn nào. 1, 2, 3, Rio. Ok, thưa quý vị, huấn luyện viên nói là cần phải năng lượng hơn nữa đây, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều đó trong cuộc thi chính thức nhé. Xin mời các bạn vào vị trí, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, let's go. Vỗ tay quý vị ơi, cho một lần nhất có thể cho huấn luyện viên đây nào. Chúng ta sẽ cuối cùng đại đạo chiến thắng đi. Yeah. Một trong mỗi thứ lớn tôi bị gấp dành cho Cherry. Why not fair play? Cho nên huấn luyện viên của Rio vừa nói với tôi là Cherry đã giao là bởi vì huấn luyện viên di chuyển vị trí rồi ạ. How does he say not fair play for the game? Because you were the bomb. No, no, yes, no, no, Rio? No, no. They say yes. No. They say no. No! No! Okay, come down for us.
Em nghĩ là con sẽ tin Cherry nhiều hơn. Để em rất là đồng lòng quý vị nhá. Hôm nay anh tin is one more game. Yes. Thưa quý vị, tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần có một cuộc thi nữa. Chúng ta đồng ý không ạ? Tôi sẽ hỏi nha. Và nếu quý vị đồng ý, chúng ta sẽ nói yes thật lớn nhá. Một cuộc thi nữa dành cho Cherry và cả Rio. Quý vị đồng ý không ạ? Yes. Vậy thì hãy trở lại chúng tôi vào ngày mai quý khách nha. Ok, anh chị đồng một tỷ thôi. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau đến cuộc thi thứ hai. Và lần này quý vị sẽ vỗ tay to như thế nữa để cổ vũ dành cho vận động viên của mình. Một cuộn giấy nguyên liệu để nhanh phần thắng bại. Xin mời các bạn vào vị trí. 1, 2, vào, let's go. 100 lối tất cả các vị khách dành cho Rio. Điều này chứng tỏ là gì? Các vận động viên là gian lận trong các cuộc thi thì không thể chiến thắng được quý vị nhé. Nhưng mà màn Cherry của chúng ta cũng rất là tuyệt vời, đúng không nào? Hãy dành một tràng vỗ tay lớn để thúc đẩy tinh thần cho mọi. Thưa quý vị, ngay tại Vinpearl Safari thì bạn đồng vật được cũng xứng đáng cho quý vị nhé. Vì vậy chúng tôi muốn gửi đến tất cả chúng ta một thông điệp, đó là cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường sống của chúng ta và các bạn đồng vật quý vị nhé. Bởi vì đâu đó trên hành tinh này chúng ta sẽ có những mối liên hệ với nhau, và chúng ta đồng vật hay con người thì cũng cần và có nhu cầu cuộc sống hạnh phúc cho quý vị. Ngay bây giờ một lần nữa hãy vỗ tay lớn dành cho Cherry và cả Rio đến từ Hà Nội. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau đến với khu vực của châu Mỹ. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian dành cho các vị chúa tể trong bầu trời tại khu vực của châu Mỹ. Nhóm bạn này thuộc họ chim sẽ bắt ngồi cho nên rất nguy hiểm quý vị nhé. Vui lòng các bé ngồi cùng với bố mẹ của mình và đừng di chuyển trong thời gian này. Kính thưa quý vị, một anh bạn chim rất đặc biệt đến từ khu vực của châu Mỹ. Và xin mời tất cả chúng ta hãy bắt sắp vào bên tay phải của tôi để cho nó sự xuất hiện của bạn, đó là đầu trắng Stella. Đại bàng đầu trắng là biểu tượng của Hoa Kỳ đã xuất hiện ngay tại trên sân khấu với kỹ năng tái lực tự do của mình. Bàn tay có độ dài sẽ đến là từ 5 đến 7 feet, tương đương từ 1,3 đến từ 1,8 đến 2,3 mét quý vị. Và cân nặng trung bình từ 3 đến 6 kg, và chim mái có thể nặng to hơn, cho nên chính các bạn này có thể nặng lên đến 7-8 kg khi trưởng thành. Đại bàng đầu trắng là một trong những loài chim lông vũ rất đặc biệt vì đây là biểu tượng của Hoa Kỳ và là một trong loài chim sẽ bắt mồi to lớn nhất trên thế giới. Hiện tại trên tay của tôi là đại bàng đầu trắng biểu tượng của Hoa Kỳ. Xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay lớn để chào đón Stella. Đại bàng đầu trắng có một điều đặc biệt là một bộ sinh sản sẽ dành cho bạn rất nhiều thời gian để xây dựng cho chính các bạn này những chiếc tổ. Và chiếc tổ của đại bàng đầu trắng được ước lượng từ 600 đến 1.000 kg. Và đại bàng đầu trắng có thể tìm thấy được chiếc tổ mà cho chính các bạn này đang xây dựng cho quý vị. Chiếc tổ đó có độ dày là 6,1 mét, chiều rộng là 2,9 mét và cân nặng trọng lượng chiếc tổ đó lên đến 2,7 tấn là quý vị nhá. Một chiếc tổ cực kỳ nặng và rất là to lớn được chính các bạn này xây dựng thưa quý vị. Là một điều không thể ở với con người của chúng ta. Bởi vì các bạn này phải làm điều đó ở trên những cành gậy cao nè quý vị nhá. Và chỉ có hai cách để mà thôi. Thế bây giờ xin mời chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay lớn để chào tạm biệt. Đây là đội trưởng biểu tượng của Hoa Kỳ, Stella. Thưa quý vị, một chiếc tổ nặng 2,7 tấn được xếp chồng lên nhau và được xây dựng trên những cành kề cầu. Thì cần bao lâu thì các bậc chi nông vụ này mới có thể làm được điều đó? Một điều rất đặc biệt thưa quý vị. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt các bạn để cùng chúng tôi làm quen với một bậc chim nông vụ nữa. Cũng có con chim số bắt mồi và cũng đến từ châu Mỹ. Xin mời quý khách một bậc sách về phía sau cơ này. Vừa rồi là chim sóc mồi to lớn nhất trên thế giới. Ngay giờ quý vị đang được chào đón với một bạn chim sóc mồi nữa. Bạn ấy được gọi là diều hầu cánh hồng, một loài chim sóc mồi bay lượn nhanh nhẹn nhất của bạn Mỹ. Và ngay bây giờ bạn ấy sẽ cùng sử dụng kỹ năng bay lượn tự do của mình sẽ tìm điều đó trước tất cả chúng ta. Một lần nữa dành cho diều hầu cánh hồng, xin mời. Quý vị có nghe thấy âm thanh nào không ạ? Đối với các bạn chim sau bắt mồi hay các bạn chim lâu vũ khác, khi bay lượn chắc chắn và nghe được tiếng nhỏ hoặc là tiếng vỗ cánh cho cầu đồng. Nhưng đối riêng với bạn này, khi bạn bay lượn gần với chúng ta,
không hề không là tiếng động thưa quý vị. Vì bà này có một kỹ năng là điều khiển được sức gió. Bà ấy được quay lực ổn được cho nhất định và sức gió đủ mạnh. Bà ấy được quay lực trong vòng từ 5 đến 15 phút mà không cần phải phổ mùa dịch cảnh nào đâu ạ. Điều này chứng tỏ rằng các bạn diều hầu này cực kỳ thông minh. Vì bà ấy biết được điều khiển được sức gió và điều đó giúp cho các bạn diều hầu canh hồng tiết kiệm được năng lượng khi xa bắt con mồi ở quãng đường xa. Các bạn này người sinh sống và sống bắt mồi cho bầy đàn. Mỗi bầy đàn của diều hầu canh hồng gần 5 đến 7 cơ thể. Và đặc biệt chỉ từ 1 đến 3 cơ thể trọng thôi ạ. Phần còn lại chính là các bạn diều hầu máy. Và chim máy có thể tràn to hơn. Cho nên chính các bạn ấy là chim thống lĩnh cho bầy đàn đó. Và ngay bây giờ, một đường bay cuối cùng, quý vị sẽ nhìn thấy kỹ năng số mọi của bạn này trong từ điện hoạt giả được chúng tôi tay lại ngay tại sân khấu của phim Bird Safari. Và sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, let's go! Số 1 đang di chuyển và... Một trận hỗn tích lẫn cho quý vị cho Christina. Vừa rồi chúng ta kể từ mà bạn này sẽ sang hóa mọi trong tự nhiên. Nhưng trong tự nhiên thì còn khốc liệt hơn như thế cho quý vị nhé. Bạn này sẽ chọn cho mình những vị trí cực kỳ cao. Xếp lên con mồi cho mình, nó sẽ tiến thẳng lên con mồi. Sử dụng 1 phút để phổ chặt vào con mồi đó. Cân nặng của bạn này chỉ đến 1kg. Nhưng bạn hãy có sở hữu con mồi của mình trong 3-4 lần trong đường cơ thể. Và đặc biệt, nằm với tốc độ là 180 km/h khi sẵn bắt con mồi cho mình cho quý vị. Với tốc độ cực kỳ nhanh. Và ngay sau đây, hãy dành một tràng vỗ tay lớn từ quý khách cho Diều Hầu Canh Hồng. Và kính thưa quý vị, đó chính là loài chim sống bắt mồi đến từ khu vực của châu Mỹ. Và ngay bây giờ xin mời tất cả chúng ta hãy đến với châu Âu. Và châu Âu sẽ chào đón quý vị bằng giữa bạc chim sống bắt mồi như thế nào. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng quan sát về bên tay phải của mồi. Đã xuất hiện trên sân khấu là một trong những loài chim sống bắt mồi to lớn nhất trên thế giới thưa quý vị. Bắt ngay là cần lực sẵn. Anh bạn này có tên là Tiara hay còn có với cái tên là cần sáng cho quý vị nhé. Bạn này được nhìn thấy từ khu vực của châu Âu trải dài đến khu vực của châu Á, cho nên tên tiếng Anh của bạn được gọi là Eurasian Black Vulture. Thưa quý vị, anh bạn này có cho mình một chiếc mỏ rất to lớn và cấu tạo cơ hàm của bạn cực kỳ nhân khỏe, cho nên với chiếc mỏ đó bạn ấy có thể cắn nát và sẽ được sơ thịt trên con mồi của mình. Đó là cái loài động vật lớn như vậy nha. Bạn này không giống như các bạn chim sống mồi khác là có một bộ rất nhọn, nhưng đôi chân đó sẽ là bằng đạp để bạn ấy sử dụng mỗi khi các bạn cắn xé con mồi của mình trong thời gian. Chúng ta một trong những nhân viên vệ sinh môi trường cho vì việc hoàn giả nha. Bởi vì các bạn này yêu thích sắc hỏi người bệnh viện, đó chính là có loài động vật lớn và đã chết rồi. Ok, và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát về sân khấu và dành một tràng vỗ tay lớn cho bạn Việt kết gần sắc đỏ của châu Âu và châu Á. Cảm ơn bạn nhé. Bạn này anh có ghi chuyển của mình tròn này. Anh bạn vẫn chưa muốn đi chuyển của mình tròn cho bệnh viện. Ok, một lần nữa vỗ tay lớn dành cho anh là Tiara. Thank you. Bye bye. Ok, thưa quý vị, anh bạn này được tìm thấy tại châu Âu. Quốc vực của đảo Iberia, phía nam của nước Pháp, Hy Lạp và cả Thổ Nhĩ Kỳ. Tại châu Á thì chúng ta có thể tìm thấy các bạn này ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc và cả phía bắc của Ấn Độ để quý vị nhé. Chúng ta sẽ tạm biệt các bạn kênh sẵn cho đến từ khu vực châu Âu và cả châu Á. Để cùng với tôi trở về quốc vực Việt Nam. Và cả Việt Nam sẽ có những bạn động vật như thế nào? Chào quý vị, chúng ta đang chào đón sự xuất hiện của những bạn chim sống bắt mồi tại châu Á của chúng ta một năm nữa. Trên sông Dung là sự xuất hiện của các bạn diều lửa từ quý vị. Các bạn này được gọi là diều lửa hay còn gọi với cái tên là đại bàng lửa đỏ, một trong những loài chim sống bắt mồi kích cỡ trung bình tại châu Á của dân Việt Nam. Các bạn ấy có một đôi cánh độ dài từ 1,1 đến 1,2 mét, chất nặng trung bình từ 450g đến 650g. Và các bạn ấy còn là một trong những loài chim sống bắt mồi được biệt danh là kẻ cấp trên phần trung. Và quý vị có thể nhìn thấy các bạn đang làm điều đó nha. Bởi vì trong tự nhiên hoang dã thưa quý vị, các bạn ấy sẽ chờ đợi đến khi nào mà những con và những bạn chim sống bắt mồi khác có kích cỡ nhỏ hơn đã bắt được con mồi của mình. Các bạn ấy sẽ tiến tới và
Cốc đây con mồi đỏ trên trên tay của các bạn chiếc số mắc mồi nhỏ khác thưa vị khách. Đó là không hề phải tốn nhiều năng lượng được không ạ? Và ngay bây giờ, tôi cần một tình nguyện viên đi cùng tương tác với các bạn nhiều nữa này. Có quý vị muốn giao lưu với bạn trên lông phủ tại châu Á của chúng ta không ạ? Em xin mời anh trai đi ạ. Vâng. Mình sẽ di chuyển anh Hòa Mét và anh sẽ hướng dẫn mình làm quen với bạn này. Đầu tiên trên tay của anh huấn luyện viên chúng tôi là một quả bóng và anh vui lòng đặt bé ngay tại vị trí của mình giúp em đi ạ. Ok, đứng ngay tại vị trí đó và anh vui lòng giữ quả bóng thật chắc vào anh nhé. Và đừng để quả bóng bị rơi ạ. Và ngay bây giờ các bạn chim long phụ của chúng ta với những số bóc mời của Việt Nam sẽ tiến đến gần hơn với anh. Sẵn sàng dạ, xin mời. Các bạn đang di chuyển lên vị trí của bên viên và ngay bây giờ hãy quan sát các bạn sẽ sắp bóc mời như thế nào nhé. Cho thầy viên của chúng tôi đi ạ. Cảm ơn anh em chịu. Các thầy viên trong những khán giả, các bạn sẽ sử dụng 1 phút của mình để cố chặt vào con mồi như thế để có thể sắm bớt được con mồi của mình. Các bạn này thường tìm thấy tại khu vực vùng ven biển hay là các nơi mà có sông suối hồ biển biển nhé. Và thức ăn chủ yếu của các bạn này chính là các loại cá giáp sát đã chết rồi thầy viên. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau quan sát về sản khẩu cũng như không quên dành cho lời dù nữa này một tràng của các bạn để chào tạm biệt. Các bạn chim long phụ của chúng ta được tìm thấy tại khu vực của Việt Nam. Các bạn dừa lửa đã mang tất cả quý vị đến với phần kết của chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với khu vực tiếp theo. Đó chính là khu vực của châu Mỹ, châu Á và cả châu Úc. Xuất hiện cùng một lần ngay tại sân khấu để thay đổi tất cả quý vị. Với hơn 40 cá thể sẽ xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ. Xin mời tất cả quý khách khách hãy cùng nhau quan sát về sân khấu nhé. Để chúng ta chờ đón các đồng phần tiếp theo đến từ khu vực của châu Mỹ, châu Á cùng như châu Úc quý vị nhé. Đầu tiên là bạn mùa đông chân sáng một chiếc màu chino vũ được gọi là chiếc nước to lớn nhất tại khu vực châu Á của chúng ta thưa quý vị. Anh bạn có mặt trong một chiếc mỏ rất là đặc biệt được không nào? Với chiếc mỏ này anh bạn mua trong những sắp đủ dưới dòng nước nhé. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy tập trung vào mắt của mình về bàn tay trái để cho các bạn đồng vật tiếp theo đến từ khu vực của châu Phi. Khu vực châu Phi thì đồng quý vị bằng nhớ bằng chim nước rất là đặc biệt. Các bạn này được gọi là cò thiên, cò võng của châu Phi. Nhớ bàn tay lớn nhất đang di chuyển đi sâu được gọi là giang sen, hay còn gọi là cò lầu Ấn Độ được tìm thấy rất nhiều tại Việt Nam, Việt Nam. Và ngay sau đó tiếp tục quan sát của mình trong khu rừng kia để chúng ta bắt đầu gặp phần tiếp theo đến từ châu Mỹ. Bộ trưởng về mặt lò của Nam Mỹ đã xuất hiện ngay cả trên sân khấu là một chiếc loài chim lông vũ rất xinh đẹp và có thể sống lên đến với tuổi thọ 65 năm, 75 năm là quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta còn có một trận lục nữa, đó chính là khu vực của châu Úc. Hãy quan sát ở bên tay phải của quý khách để cho các bạn động vật tiếp theo đến từ châu Úc. Các bạn bồ câu vua. Đó là sự xuất hiện của hơn 40 các bạn bồ câu vua. Các bạn về đến từ khu vực của châu Mỹ, nhất là trên đất khu vực của châu Phi, châu Á cũng đã có cả Việt Nam của chúng ta. Để các bạn chúng ta nhìn động vật chiều như hôm nay đã. Xin mời quý khách dành một tràng vỗ thật lớn dành cho các huấn luyện viên của chúng tôi. Cùng với rất nhiều những màn đồng vật đang mang đến cho tất cả chúng ta những tiết mục rất tuyệt vời và thông điệp chủ đề bảo vệ môi trường bảo tồn và phát giả tại Human Safari. Và ngay bây giờ em xin mời khách và các bạn ekip của chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe quý vị và chúc chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý tỷ sự như vời. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đang nghe và ngay bây giờ các luyện viên của chương trình sẽ mang những bạn về mặt kho của Nam Mỹ. Một lần nữa trở lại ngay tại sân khấu để tất cả chúng ta thể chia được về đẹp của những bạn này. Cũng như quý vị nào có nhu cầu cho bạn selfie cùng với các bạn việc này thì hãy chuẩn bị điện thoại của mình. Với chiếc quyền xuống 2 đó anh Lan ở phía bên trên. Sự kiện đang đúng lúc chậm của các luyện viên sẽ quý vị có thể có những các bạn cho thật là chắc cùng với các bạn này quý vị nhé. Một cuối lòng đừng di chuyển sân khấu ạ. Béo mình di chuyển lên trên YouTube đâu. Vâng thưa quý vị, chúng ta có thể quan sát về ngay tại khu vực sân khấu của chúng ta, những bạn phim Alcor đang chuẩn bị xuất hiện đó. Ngay bây giờ chuẩn bị camera của mình và quý khách có thể quan sát và những bạn này sẽ làm phát rao để chúng ta có thể chụp ảnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin mời quý vị cùng nhau chuẩn bị camera của mình và di chuyển xuống hai đó là làm phim bên trên điện thoại ạ.